Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ rớt mắt. Vâng, hôm nay đồng hồ rớt mắt của chúng tôi lên sóng review với anh em những mẫu đồng hồ Casio nữ có giá bán khoảng trên dưới 1 triệu đồng, trên dưới 1 triệu đồng. Tất cả ở đây đều là hàng chính hãng, bao chính hãng cho chị em. Nghe thì anh em sẽ xem ở đây, có những mẫu đồng hồ Casio nữ nó cũng đủ kiểu dáng rất là đẹp luôn, và vuông có, tròn có, đầy đủ ở đây. Rồi, bây giờ ta sẽ xem chi tiết từng mẫu ngay bây giờ anh em nhé. Đây, thì ở đây thì đang có những cái mẫu đồng hồ đây này. Đây, là toàn phân khúc giá trên dưới 1 triệu đồng thôi. Đấy, đây dây da, kiểu dáng rất là đẹp, với size mặt cũng rất là phù hợp với cổ tay của người Việt. Đấy, ngoài ra thì có những mẫu đồng hồ dây ra bên phía bên trong đây. Đây này, anh em này. Phân khúc giá tiền nó cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, kiểu dáng thì rất là đẹp, trẻ trung. Đấy, ngoài ra thì giờ bắt có những cái mẫu đồng hồ khác này. Đấy, đủ màu sắc nhé. Vàng có, đờ mi có, đen có, không thiếu loại gì luôn, mặt xanh có. Rồi đây, một em quay quay trên này cũng rất là đẹp. Long lanh luôn anh em ạ, long lanh luôn. Rồi, đây ta có những mẫu đồng hồ khác này. Đây anh em này, những cái mẫu đồng hồ này cũng rất là đẹp. Đây anh em ơi, dây da này có phiên bản ví dụ có mấy trăm đây, có 760 mấy nghìn đây, mẫu đồng hồ này này rất là đẹp luôn anh em ạ. Đây, đây anh em ơi, đủ các mẫu mã cho anh em. Ở đây có cả một em xin thì cũng hơn 3-4 triệu cơ. Em xin này là nghĩa là 4.184.000 này, nên em xin rất là đẹp. Phiên bản thiết kế là vàng hồng đờ mi. Đấy, đây cũng là một chiếc cũng đồng hồ cũng rất là yêu này anh em này, rất là đẹp. Rồi anh em là thích một chiếc đồng hồ điện tử như đây, đây là một chiếc rất hay này, giá thành cũng rất hợp lý, có trên dưới 1 triệu đấy, nó sử dụng ngay rồi. Vì anh em thích cái mẫu nào thì anh em chụp ảnh gửi cho giờ quát thì giờ quát sẽ báo giá chi tiết cho anh em, bởi vì hôm nay là quay ngoài tủ rồi cho nên là cũng không nhìn được giá cho nó chính xác. Đấy, anh em mình có thích mẫu nào thì cứ báo cho giờ quát, hoặc là bảo giờ quát này gửi ảnh một số sản phẩm cho anh em sẽ xem và giờ quát sẽ xem giá cho anh em. Rồi đây là một mẫu đồng hồ dây nhựa thì cũng có video tôi giới thiệu với anh em rồi. Đây là một mẫu đồng hồ dây nhựa cũng rất là đẹp, đấy cũng giá nó đâu dưới 1 triệu thôi này anh em này, nhìn yêu chưa, cực kỳ yêu luôn, nhìn rất là xinh xắn này, nhìn rất là xinh. Đây mặt điện tử cực kỳ đẹp, yêu yêu baby luôn. Đây là một cái mẫu mới của Casio, nó mới ra mà nó là nhìn rất là yêu luôn, lên tay rất là đẹp. Dây nhựa màu trong đủ màu, có 3 màu thôi, giờ quát năng có đủ màu cho anh em đấy. Rồi dây da đây, đấy anh em nhìn không, đây là dây da rất là đẹp đấy. Đây đây, ví dụ anh em thích một chiếc đồng hồ vuông. Đấy, chị em thích một chiếc đồng hồ vuông này thì có đồng hồ vuông đủ màu cho anh em đây, rất nhiều màu. Vàng có này, mặt đen có này, dây da có này, đờ mi có này, mặt trắng có này. Đấy, có đầy đủ màu cho anh em đây các bạn. Đây, ngoài ra thì có những cái mẫu đồng hồ, ví dụ cái mẫu đồng hồ này cũng xinh xinh yêu yêu này, này trên kim có cả trái tim lên này anh em này. Kim có cả trái tim rất là đẹp. Rồi đây, một chiếc đồng hồ La Mã. Một chiếc đồng hồ La Mã cũng rất là đẹp đây. Có đầy đủ lịch sử này. Rồi ngoài ra thì giờ quát cũng có những mẫu khác đấy, đủ các mẫu cho anh em. Đây là những toàn những mẫu bán chạy anh em ạ, toàn là những mẫu dễ đeo thôi đấy. Đây là một cái mẫu mà có phiên bản dây màu xanh này, cũng rất là chất luôn đấy, phải nói là toàn mẫu đẹp anh em ạ. Nói thẳng ra là mẫu nào cũng đều đẹp, lên lên tay là đẹp, anh em là thích kiểu gì thôi, chứ còn thật ra thì ở Casio người ta đã được đánh giá là nồi đồng cối đá rồi, cho nên là độ bền thì không phải nghĩ, độ bền thì không phải nghĩ luôn, phải nói là cực kỳ bền. Anh em đeo chán thì anh em thay mẫu mới thôi, chứ còn thật ra mà để cho em nó hỏng thì khó lắm. Còn đây là một cái em đồng hồ cũng rất là đẹp này, với cái thiết kế là kiểu dạng như là phím đàn này, nhạc thì ôi tung tóe rồi anh em này, nó rất là thời trang, cực kỳ thời trang luôn.
Rồi anh em xem ưng mẫu nào thì hãy liên hệ với giờ quát để giờ quát gửi hình ảnh cho anh em nhé. Rồi đồng hồ giờ quát chúng tôi thì cũng có rất nhiều các thương hiệu ở đây, đây rất nhiều thương hiệu ở đây, đấy rất nhiều luôn anh em ạ. Ở đây cũng quay qua một chút cho anh em để xem anh em ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ. Đây có cả thương hiệu OZN này, đấy quay qua rồi, sân dai này, nữ nam đều có hết cho anh em. Rồi ở đây có cả những mẫu đồng hồ nữ với phân khúc tầm cao hơn 3-4-5 triệu ở đây, với thương hiệu SK gần của Đan Mạch. Ngoài ra này có cả của Citizen này, Citizen này hoặc là Casio. Ở đây thì hiện tại tôi đang có một tủ Casio nữ ở đây anh em này, dây da màu đen này, mặt màu đen này, số la mã là số thường. Rồi điện tử đây, đấy đây mẫu đồng hồ ở tủ ý kiến có. Ở đây là một cái mẫu đồng hồ cũng tuyệt vời này, đấy đủ các mẫu mã ở đây cho anh em Casio nữ. Anh em thích mẫu nào thì liên hệ với giờ quát luôn. Đây anh em này, đủ luôn cho anh em nha. Không thiếu mẫu gì luôn anh em ạ. Phần khúc giá tiền thì có trên dưới 1 triệu thôi. Nói là cũng quá là hạt rẻ luôn. Rất hợp lý luôn. Rất nhiều luôn anh em ạ. Đấy có cả em màu vàng này đấy. Anh em này nhìn thích một chiếc điện tử màu vàng. Đây em này xem có giá bao nhiêu nè. Đây thì giá cũng hợp lý thôi, có 1.776.000. Rất hợp lý, giá hợp lý rồi. Ở ngoài ra thì giờ quát cũng có rất nhiều các thương hiệu khác ở đây. Đấy, quầy to vật vã luôn để phục vụ cho anh em ở đây. Rồi, anh em xem video nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho đồng hồ giờ quát của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, và bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.